Tiếp tục các chương trình trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An ngày hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời sự. Thưa quý vị, vào sáng nay, ngày 7 tháng 1, tỉnh ủy Long An tổ chức hội nghị trực tuyến nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho lãnh đạo các cấp. Đến dự có Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ông Nguyễn Văn Được. Tại điểm cầu của tập đoàn FPT có Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn FPT, Trương Gia Bình. Tại hội nghị, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Văn Được nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyển đổi số trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0. Tại Long An, những năm qua, công tác đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử được tỉnh quan tâm, đạt được những kết quả tích cực. Ban Thường vụ tỉnh ủy cũng đã ban hành nghị quyết số 21 về chuyển đổi số tỉnh Long An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Bí thư tỉnh ủy đề nghị qua hội nghị, các đại biểu xác định rõ trách nhiệm, việc làm cụ thể của từng cá nhân, đơn vị trong thời gian tới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn trong công tác chuyển đổi số. Xem đó là quyết tâm chính trị trong nhận thức và hành động, đưa nghị quyết của đảng và cuộc sống. Tại hội nghị, các chuyên gia cũng đã thuyết trình, chia sẻ, trao đổi kiến thức về chuyên đề chuyển đổi số chính phủ, và ra quyết định dựa trên dữ liệu tại Long An. Việc áp dụng bài học chiến tranh nhân dân trong công cuộc chuyển đổi số và cuộc chiến chống Covid-19, đồng thời chia sẻ, trao đổi về vai trò, phương pháp, kinh nghiệm lãnh đạo trong xây dựng và triển khai chiến lược chuyển đổi số, nhằm đưa hoạt động chuyển đổi số của tỉnh Long An đạt hiệu quả cao, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chúng tôi sẽ thông tin chi tiết về hội nghị chuyển đổi số trong chương trình thời sự 18h30 ngày hôm nay. Mời quý vị đón theo dõi. Thưa quý vị, hiện nay thì các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi 3 vaccine phòng Covid-19. Tuy nhiên thì có nơi chưa nắm rõ quy định khoảng cách giữa các mũi tiêm khi tổ chức cho người dân đăng ký. Theo Bộ Y tế thì cần phân biệt mũi bổ sung và mũi nhắc lại. Liệu bổ sung dành cho những người từ 18 tuổi trở lên có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng, như người cấy ghép tạng, ung thư, HIV, đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch hoặc là điều trị trong vòng 6 tháng, đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19. Khoảng cách tiêm một mũi bổ sung sau mũi cuối cùng của liều cơ bản từ 28 ngày cho đến 3 tháng. Tiêm liều nhắc lại vaccine phòng COVID-19 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc là liều bổ sung. Bảo đảm bao phủ cho toàn bộ người có bệnh nền, người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế, người từ 50 tuổi trở lên, người trực tiếp xét nghiệm, chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19, nhân viên y tế. Khoảng cách tiêm một mũi nhắc lại ít nhất là 3 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại trường học mới đây thì ban kinh tế xã hội hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với thành phố tân an về việc đảm bảo các điều kiện cần thiết để học sinh đi học trực tiếp tại trường Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, để đảm bảo sức khỏe cho giáo viên và các em học sinh, các trường học trên địa bàn thành phố đã tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế, trang bị thêm bồn nước rửa tay xà phòng dung dịch khử khuẩn, máy đo nhiệt độ, xây dựng kịch bản phương án ứng phó với tình hình dịch bệnh khi học sinh trở lại trường. Tính đến cuối năm 2021, có trên 90% cán bộ, giáo viên, nhân viên tiêm đủ hai mũi vaccine phòng COVID-19. Học sinh từ lớp 7 đến lớp 9 được tiêm 2 mũi đạt trên 74%. Số đối tượng còn lại đang được rà soát sàng lọc để tiến hành tiêm vét lại. Hiện 38 trên 38 trường trên địa bàn thành phố Tân An đạt trường học an toàn phòng chống dịch. Qua kiểm tra các thành viên trong đoàn ghi nhận những nỗ lực của Tân An trong công tác chuẩn bị triển khai thực hiện các điều kiện cần thiết để học sinh đi học trực tiếp tại trường. Đồng thời đề nghị các cơ sở giáo dục kiện toàn và duy trì hoạt động hiệu quả của ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của cơ sở giáo dục, thành lập các tổ an toàn COVID-19 trong trường học để triển khai các biện pháp phòng chống dịch và phương án xử trí theo các tình huống đề ra. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Châu Thành khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026, vừa có buổi tiếp xúc với cử tri xã Vĩnh Công nhằm báo cáo kết quả kỳ họp lần thứ tư và trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp. Tại buổi tiếp xúc, cử tri trình bày những khó khăn đối với việc tiêu thụ thanh long trong giai đoạn hiện tại và đề nghị hội đồng nhân dân huyện, tỉnh và các ngành chức năng tỉnh cần có giải pháp để đảm bảo đầu ra bền vững cho trái thanh long châu thành, tránh lệ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Cử tri cũng kiến nghị sớm đầu tư nhà máy nước tại địa phương để cung cấp nước đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế cho người dân dùng trong sinh hoạt. Đồng thời, quan tâm đầu tư mới, đồng bộ hệ thống máy vi tính cho các xã thị trấn theo hướng hiện đại, góp phần thực hiện tốt công tác giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân. Đại diện tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành, ông Nguyễn Văn Khải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã giải trình và tiếp thu các ý kiến của cử tri để trình lên Hội đồng nhân dân huyện và các ngành có liên quan giải quyết trong thời gian tới. Thưa quý vị, trong năm 2021, mặc dù dịch bệnh COVID-19 đã làm ảnh hưởng tới mọi mặt đời sống xã hội, trong đó có hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhưng mà nhờ các giải pháp quyết liệt vừa phòng chống dịch bệnh vừa phục hồi phát triển kinh tế, nên công tác thu thuế trên địa bàn huyện Tân Hưng đạt được kết quả tích cực. Thông tin vừa được đưa ra tại hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2021 của Tri cục thuế khu vực Vĩnh Hưng, Tân Hưng. Năm 2021, tổng thu nội địa trên các lĩnh vực của huyện Tân Hưng gần 145 tỷ đồng, đạt 173% dự toán tỉnh giao. Chi cục thuế khu vực Vĩnh Hưng Tân Hưng cũng tổ chức thành công tháng đồng hành và tuần lễ lắng nghe ý kiến người nạp thuế, triển khai đầy đủ các chính sách thuế mới thông qua nhiều hình thức như phối hợp tuyên truyền qua sóng phát thanh của quyện, trả lời giải đáp qua điện thoại, trang thông tin điện tử, qua đó đã tác động mạnh mẽ đến ý thức của người nạp thuế. Song song đó, đơn vị tăng cường đôn đốc thu nợ kiên quyết xử lý các khoản nợ tồn động với các giải pháp quyết liệt, đẩy mạnh việc kiểm tra rà soát mã số thuế, nắm bắt kịp thời đối tượng nộp thuế. Nhờ đó, công tác thu thuế năm 2021 trên địa bàn quyện vượt chỉ tiêu đề ra năm 2022 tỉnh giao dự toán thu ngân sách của huyện Tân Hưng 90 tỷ đồng hội đồng nhân dân huyện giao dự toán thu trên 104 tỷ đồng trên cơ sở dự toán được giao chi cục thuế khu vực Vĩnh Hưng Tân Hưng quyết tâm nỗ lực hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách năm 2022. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021-2025. Theo đó, phấn đấu 100% xã phường thị trấn có hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông vào năm 2025. Kế hoạch nêu rõ 6 nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện trong giai đoạn từ nay cho đến năm 2025, thiết lập mỗi xã phường thị trấn một hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông, thiết lập mỗi xã phường thị trấn có trang thông tin điện tử của Ủy ban Nhân dân cấp xã, thiết lập hệ thống bản tin điện tử công cộng do Ủy ban Nhân dân cấp xã, Ủy ban Nhân dân cấp huyện quản lý, thiết lập hệ thống thông tin nguồn và cổng thông tin điện tử, thông tin cơ sở của tỉnh, hiện đại hóa thiết bị kỹ thuật, số hóa sản xuất nội dung truyền thông đa phương tiện của tổ thông tin tuyên truyền thuộc trung tâm văn hóa thông tin và truyền thanh cấp huyện, phát triển nhân lực làm công tác thông tin cơ sở. Việc thực hiện chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021-2025 nhằm hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở, hình thành cơ sở dữ liệu, số hóa nguồn thông tin cơ sở, đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin nguồn phổ thông đến người dân thông tin tương tác hai chiều giữa người dân với chính quyền cơ quan quản lý các cấp trên môi trường số ứng dụng nền tảng số để thay đổi phương thức quản lý hoạt động thông tin cơ sở theo hướng hiện đại thông tin đồng bộ từ trung ương cấp tỉnh cấp huyện đến cơ sở từ đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hoạt động thông tin cơ sở theo dự báo của Đại khí tượng Thủy Văn tỉnh, mức độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn mùa khô 2021-2022 trên hệ thống các sông Long An có khả năng ở cấp độ 1. Trong tuần qua, độ mặn tại hầu hết các trạm trên hệ thống sông Rạch Long An lên theo kỳ triều cường. Từ nay đến ngày 13 tháng 1, độ mặn có xu thế giảm dần sau đó sẽ lên nhanh lại theo kỳ triều cường trầm tháng chạp âm lịch. Dự báo độ mặn cao nhất xuất hiện vào ngày đầu tuần ngày 7 tháng 1, theo đó độ mặn trên sông Dàm Cỏ Tây tại Tuyên Nhân và Tân An lần lượt là 0,1 và 0,2 gam trên lít. Sắp xỉ cùng kỳ năm 2021, trên sông Dàm Cỏ Đông trạm bên Lức là 0,6 gam trên lít. Trạm cầu nổi trên sông Dàm Cỏ là nơi có độ mặn cao nhất với 8,6 gam trên lít. Ngành chức năng khuyến cáo khu vực Phước Đông, huyện Cần Đước không lấy được nước ngọt kể cả vào lúc trừ thấp. Khu vực Tân Ân, huyện Cần Đước, xã Thuận Mỹ của huyện Châu Thành, huyện Bến Lức có thể lấy nước ngọt lúc chân trừ thấp. Khu vực An Thạnh về Đức Hòa và khu vực Tân Trụ, Tân An trở về Tuyên Nhân có thể lấy nước bình thường. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế và đã có vi phạm khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng. Trước đó, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 8 xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, Ban cán sự Đảng Bộ Y tế đã vi phạm các nguyên tắc hoạt động của Đảng, quy chế làm việc của Ban cán sự Đảng, thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để Bộ Y tế, cục quản lý dược và nhiều đơn vị cơ sở khám chữa bệnh và cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong công tác xây dựng, ban hành thể chế chính sách vi phạm trong việc cấp phép nhập khẩu thuốc, thực hiện liên doanh, liên kết, đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hào, để nhiều cán bộ, đảng viên bị kỷ luật, một số bị xử lý hình sự. Thưa quý vị, trước tình trạng nhiều nông sản không tiêu thụ được, đang ủng ứ tại cửa khẩu, nhiều doanh nghiệp bán lẻ chế biến đang tích cực vào cuộc giúp tiêu thụ hàng trăm tấn nông sản như là thanh long, mít, chuối, xoài, vân vân. Hoạt động này đã phần nào chia sẻ khó khăn với nông dân và được coi là một trong những giải pháp cấp bách giải quyết tình trạng nông sản ùn ứ tại các cửa khẩu phía Bắc kéo dài nhiều ngày qua. Hầu hết thì doanh nghiệp đều chuẩn bị hệ thống kho lạnh để tích trữ hải sản, trái cây, phục vụ các chương trình bán hàng từ nay cho đến Tết Nguyên đáng nhâm dần. Tuy nhiên thì để giải quyết vấn đề ùn tắc nông sản thì giải pháp cấp bách là cần định hướng tập trung tiêu thụ tốt các sản phẩm đang vào mùa vụ tại thị trường nội địa. Đặc biệt, những doanh nghiệp có khả năng chế biến sâu hoặc là có công nghệ bảo quản cần tham gia vào quá trình này, tránh tình trạng để giá nông sản giảm sâu. Tòa án Nhân dân huyện Tân Hưng vừa mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự đối với nhóm đối tượng Nguyễn Thị Trước, Ngụ xã Vĩnh Đại, Nguyễn Thị Kim Nhờ, Phạm Thị Thấm, Võ Văn Vũ, Nguyễn Thị Hữu, Nguyễn Văn Hợp, Nguyễn Văn Tặng, cùng ngụ xã Vĩnh Bửu, huyện Tân Hưng với tội danh đánh bạc. Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 19 tháng 3 năm 2021, tại nhà Nguyễn Văn Tặng, xã Vĩnh Bửu, công an huyện Tân Hưng bắt quả tang 6 đối tượng là Rước, Nhờ, Thắm, Vũ, Hữu, Hợp đang đánh bài ăn thua bằng tiền và thu chữ tăng vật gồm 8 bộ bài Tây đã qua sử dụng, 82 bộ bài Tây chưa sử dụng và hơn 5,4 triệu đồng tiền mặt. Hành vi của 6 đối tượng đã xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội và chịu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc theo quy định tại khoản 1, điều 321 Bộ luật hình sự riêng Nguyễn Văn Tận là người dùng nơi ở hợp pháp của mình để cho nhóm đối tượng đánh bạc và bắn bài tây cho các đối tượng nhằm thu lợi bất chính nên cũng phải chịu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc với vai trò đồng phạm giúp sức. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tận 9 tháng tù giam, 6 bị cáo rước, nhờ thắm vũ hữu hợp bị phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng một người, tổng mức tiền phạt là 140 triệu đồng. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã ra công bố chi tiết kế hoạch cho cuộc họp sắp tới của Hội đồng Nga-NATO. Tuyên bố nêu rõ, cuộc họp của Hội đồng Nga-NATO sẽ diễn ra tại trụ sở NATO tại thủ đô Bruxelles của Bỉ vào ngày 12 tháng Giêng. Sau cuộc họp, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg sẽ phát biểu trước báo giới với tư cách là Chủ tịch Hội đồng NATO-Nga. Cuộc họp bắt đầu lúc 10 giờ, còn buổi họp báo của Tổng thư ký NATO vào khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày. Về phía Nga, Thứ trưởng Ngoại giao Alexander Kuzo cho biết, nước này mong đợi kết quả cụ thể của cuộc đối thoại sắp tới với NATO về đảm bảo an ninh và sẵn sàng cho một cuộc đối thoại thực chất và hiệu quả. Trung Quốc đã tiến hành xử phạt hàng loạt công ty, trong đó có những đại gia công nghệ lớn như Tencent, Alibaba và Bilibili do các hành vi vi phạm luật chống độc quyền Tổng cục giám sát và quản lý thị trường quốc gia Trung Quốc đã công bố 13 trường hợp vi phạm luật chống độc quyền với mức xử phạt 500.000 nhân dân tệ, tương đương 80.000 đô la Mỹ đối với mỗi trường hợp. Trong số này, tập đoàn Tencent liên quan tới 9 trường hợp nắm giữ cổ phần tại một số công ty công nghệ khác thuộc nhiều lĩnh vực như dịch vụ logistics và chuỗi cung ứng, phát triển phần mềm hay chỉnh sửa ảnh và video. Đây là bước đi mới nhất của nhà chức trách Trung Quốc trong nỗ lực giám sát các hành vi độc quyền, đặc biệt trên không gian mạng. Cơ quan giám sát chống độc quyền liên bang Đức đã phân loại Google là công ty có tầm ảnh hưởng tối quan trọng trên khắp các thị trường, đồng thái mở đường cho các cơ quan chức năng của Đức ngăn chặn những hành vi của tập đoàn này được coi là ảnh hưởng tới sự cạnh tranh trên thị trường liên quan đến Google. Cơ quan Giám sát Chống độc quyền Liên bang Đức cho biết đang xem xét cách công ty này xử lý dữ liệu cá nhân. Cơ quan này cũng đang tìm hiểu ứng dụng tin tức Google News Showcase được ra mắt tại Đức vào năm 2020 và cho phép các hãng tin đăng tải các tin tức trên nền tảng này. Đây là lần đầu tiên Cơ quan Giám sát Chống độc quyền Liên bang Đức đưa ra một quyết định như vậy sau khi bản sửa đổi của Đạo luật Cạnh tranh Đức có hiệu lực vào tháng Giêng năm 2021 từ đó cho phép cơ quan này can thiệp sớm hơn, đặc biệt là với các tập đoàn kỹ thuật số lớn. Theo kết luận được Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh CDC của Mỹ, tiêm vaccine ngừa COVID-19 trong khi mang thai không liên quan đến hiện tượng sinh non hay trẻ sơ sinh nhẹ cân. Nghiên cứu của CDC Mỹ được thực hiện với những phụ nữ mang thai trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2020 trước khi có vaccine ngừa COVID-19. Nghiên cứu ghi nhận tỷ lệ sinh non trong số hơn 10.000 thai phụ đã tiêm ít nhất một mũi là 4,9%, thấp hơn nhiều so với mức 7% trong số 36.000 thai phụ chưa tiêm chủng. Việc tiêm vaccine cũng không làm tăng nguy cơ trẻ sinh ra nhẹ cân hơn bình thường. Nghiên cứu cũng cho thấy không có sự khác biệt liên quan đến thời gian tiêm chủng hoặc loại vaccine cũng như số mũi tiêm, qua đó chứng minh cho khuyến nghị của CDC về sự an toàn của việc tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 với các thai phụ